Hôm nay em lên sóng cho mọi người gọi là siêu siêu phẩm luôn. Bố mẹ nhập mà bố lại còn là các lô có chứng chỉ IPO 3 mọi người nhá. Mẹ lại nhập Pháp. Phải nói là đàn này khung gọng nó cực kỳ là khủng luôn. Đàn này em đặc biệt là có 3 bạn đực cho mọi người, 3 đực một cái. Anh chị nào nuôi cái sinh sản đàn này cũng đẹp mà nuôi đực chơi huấn luyện cũng đẹp luôn. Đây bạn này tai ke chúp này. Những cái bạn này thì là 4 tháng rồi mọi người nhá. Cân nặng đều khoảng 13 cân đổ lên hết rồi. 13 14 cân luôn. Em vừa mới chuyển về, ngày mai thì có thể em sẽ livestream cho mọi người xem trực tiếp luôn. Chân tay rất to luôn. Mọi người thấy là con của các lô thì rất là lâu bọn em mới có được một đàn. Mà nhất là các lô mà lại còn bố mẹ nhập thì chắc phải tầm năm nay rồi mới có. Tại vì mẹ nhập ở Việt Nam bây giờ nó cực kỳ là hiếm mọi người nhá. Em vừa mới chuyển về đây nên là không dám kích thần kinh nhiều cho các bạn ý. Vừa chuyển, đây mọi người nhìn nó say xe, dãi vẫn còn đang hay chạy này. Đấy. Anh chị nào thích con chó phả hệ tốt này, khung gọng to, màu mảng đẹp thì mọi người lựa chọn đàn này. Mọi người nhìn chân nó rất to, rất cao luôn nhá. Đúng chuẩn ngực xa dạ thắt đấy ạ. Try. Nhiều anh chị thích chó try lắm. Mà lại còn try mà bố mẹ nhập nữa. Giá lại cực kỳ là mềm. Anh chị liên hệ ngay ở số hotline trên màn hình giúp em ạ. Xin chào mọi người.